trình văn nghệ, thứ hai là chương trình coi phim ăn quà, và thứ ba đó là chương trình phát quà Noel. Và để mở đầu cho buổi chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời hai bác và chị Sơ cùng toàn thể các bạn nhỏ của ông già lên có tiết mục văn nghệ đêm đi thánh vô cùng.